thuế thu nhập cá nhân thì ở đây thì vốn dĩ thuế thu nhập cá nhân thì nó chính là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế và của cá nhân. Ở đây mọi người lưu ý, thu nhập chịu thuế thì nó với quy định về thu nhập chịu thuế của thuế Việt Nam hiện nay, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì có thể bao gồm các nhóm sau. Ở trên cái sơ đồ này thì mình chia ra cho các bạn hai nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cái nhóm này là nhóm mà theo quan điểm của cơ quan thuế nó là thu nhập mang tính chất thường xuyên. Và các bạn lưu ý, cái phần thu nhập từ tiền lương, tiền công này về mặt cơ bản nó sẽ được tính theo biểu lũy tiến từng phần, nghe chưa? Và loại thu nhập từ tiền lương, tiền công này sẽ phải thực hiện động tác quyết toán thuế. Trước thông tư 92 thì vốn dĩ cái phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh này nó cũng sẽ nằm trên cái nhóm là thu nhập này. Nhưng mà từ 92 trở đi, chắc là để cho giảm thiểu thủ tục hành chính và quản lý thuế cho thuận lợi hơn, thì cái nhóm hoạt động thu nhập từ hoạt động kinh doanh cũng được chuyển xuống nhóm dưới. Cái nhóm xuống phía dưới là cái nhóm thuế mà sẽ tính theo biểu thuế DIM hoặc là ấn định theo tỷ lệ phần trăm thuế trên mức thu nhập, chứ không tính theo kiểu dạng là biểu thuế lũy tiến từng phần và phải quyết toán thuế như nhóm thu nhập về tiền lương, tiền công. Thực ra thì nếu xét về mặt bản chất thì mình thấy hoạt động kinh doanh nên cho lên vào cái nhóm thu nhập, cùng nhóm thu nhập từ tiền lương, tiền công và có quyết toán thuế thì sẽ phù hợp hơn. Và cái này hiện nay thì một số nước phát triển ví dụ như Mỹ là đang áp dụng như vậy, là người ta có quyết toán, cũng là quyết toán thuế thu nhập, kiểu quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho, có thể là bao gồm cả thu nhập từ tiền lương, tiền công, có thể bao gồm thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân kinh doanh hoặc là cho hộ kinh doanh, đều ở cái nhóm này để cho có thể sẽ thực hiện, mà như vậy thì sẽ có lợi hơn cho người nộp thuế. Và còn thay vì cái trường hợp là cứ ấn định như thế này, hoạt động kinh doanh có khi bị lỗ ấy, nhưng mà khi mà ấn định trên tỷ lệ phần trăm trên doanh thu và tổng số tiền thu về thì kiểu gì chúng ta vẫn phải nộp thuế thôi, được chưa? Đó. Thì cái nhóm đấy nó sẽ là như vậy. Còn lại cái nhóm còn lại là cái nhóm mà sẽ tính theo biểu thuế ấn định trên tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tính thuế hoặc trên thu nhập chịu thuế, là nhóm thu nhập từ chuyển nhượng vốn này, đầu tư vốn này, chuyển nhượng bất động sản, thừa kế, quà tặng, trúng thưởng này, bản quyền, nhượng quyền thương mại. Và như mình nói là có hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh thì từ 92 cũng bị nhấc xuống cái nhóm này rồi. Mình thì mình thấy nó hơi bị ngược xu thế một chút xíu, mặc dù đúng là khi mà chuyển xuống dạng dưới thì nó sẽ giảm thiểu thủ tục hành chính và có vẻ là đơn giản hơn trong cái quá trình thu và quản lý thuế. Tuy nhiên là ở một góc độ nào đó thì nó hơi ngược với xu hướng và nó sẽ không có lợi lắm cho người nộp thuế. Và trong trường hợp này thì bản thân cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có muốn làm tax planning cũng hơi khó, không làm được, được chưa? Cứ bị ấn định trên khoản thu rồi mà. Thì đây là trên cơ sở tổng quan về phần thu nhập chịu thuế. Thì trong phần này thì các bạn sẽ thấy thu nhập chịu thuế thì sẽ có những cái nhóm này, đúng không ạ? Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta liên quan đến quyết toán thuế là chúng ta sẽ tập trung vào phần tiền lương, tiền công là chính. Nhưng mà để xác định xem phần tiền lương, tiền công thì mình trao đổi với các bạn một cái sơ đồ là như thế này. Cho các bạn một cái sơ đồ để cho các bạn dễ hình dung. Thì đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì thông thường cái trên cơ sở là quản lý và thu cái cách và nguyên tắc và quản lý và thu thuế như vậy, thì thông thường là thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nó sẽ bao gồm những cái bước như thế nào, và hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm thì nó sẽ diễn ra kiểu gì ạ? Riêng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì các bạn lưu ý đoạn này có một cái điểm quan trọng là vừa nãy khi mà chúng ta có trao đổi về một trong các mục tiêu vì sao lại phải thu thuế và thuế thu xong thì dùng để làm gì, thì một trong các nội dung đấy nó sẽ là gì ạ? Tái hoàn trả, gián tiếp hoàn trả lại thông qua các dịch vụ công, hoặc là gì ạ? Hoặc là tái hoàn trả hoặc là gián tiếp hoàn trả thông qua các phúc lợi xã hội, điện đường, trường trạm các kiểu đấy ạ. Đó, kiểu kiểu dạng như vậy. Thì khi mà người nộp thuế nộp vào ngân sách như thế nào, nghĩa vụ nộp vào ngân sách như thế nào, họ sẽ có thể họ sẽ được lợi hoặc là họ sẽ gián tiếp được sử dụng lại các dịch vụ công như thế. Nên đối với phần nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm thuế thu nhập cá nhân là như thế nào? Nó ảnh hưởng đến hai nhóm đối tượng. Tức là đối với cái đối tượng là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú thì cái nghĩa vụ thuế và phạm vi phải nộp thuế của họ sẽ khác nhau. Thì phân biệt thế nào là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú thì lúc sau sang nội dung tiếp theo chúng ta sẽ trao đổi cụ thể hơn, nhưng các bạn cứ hình dung như này. Đối với cá nhân cư trú thì nói một cách nôm na thì cái nhóm đối tượng này sẽ tương đối thường xuyên
tương đối thường xuyên ở Việt Nam và tương đối thường xuyên sẽ tiêu dùng các dịch vụ công và các phúc lợi, các lợi ích công cộng tại Việt Nam. Còn cái nhóm không cư trú thì nó sẽ không thường xuyên hoặc là ở Việt Nam ít hơn. Khi người ta ở Việt Nam ít hơn thì khi đó thì cái việc mà họ tiêu dùng các lợi ích của các dịch vụ công và các lợi ích công cộng nó sẽ ít hơn và không thường xuyên như được cái nhóm kia nhiều, coi như cái nhóm là cư trú, đúng không ạ? Chính vì như vậy, phạm vi xác định thu nhập của hai nhóm này hoàn toàn khác nhau. Đối với cá nhân cư trú thì sẽ phải tính thu nhập chịu thuế trên cơ sở là thu nhập toàn cầu, không phân biệt nơi chi trả. Được chưa? À, thu nhập ở Việt Nam, ở Sing, ở Nhật, ở Mỹ, ở Hàn gì đấy, chỉ cần anh là cá nhân cư trú, anh sẽ phải tổng hợp lại hết toàn bộ cái đám này để tính lại nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam là bao nhiêu. Bởi vì sao ạ? Anh thường xuyên ở Việt Nam, thường xuyên tiêu dùng dịch vụ công ở Việt Nam. Việt Nam là một trong các nước đang được đánh giá là tương đối an toàn về mặt an toàn về mặt có thể an toàn về mặt an ninh này, an toàn về mặt chính trị này, cũng có thể coi là như vậy đi. Trong một vài bảng xếp hạng thì chúng ta được xác định như vậy đấy ạ. Không phải tự nhiên nó có cái an toàn đấy đâu ạ. Nên là cũng phải có vận hành của bộ máy nhà nước, quản lý nhà nước hoặc là chính sách từ bộ máy quản lý nhà nước như thế nào để sẽ có những cái nội dung như thế, đúng không ạ? Đó. Vì hoặc là giả sử như những cái dịch vụ công giả sử như thế nào ạ? Trong cái đợt này liên quan phát sinh liên quan đến COVID như vậy thì tiền chi từ ngân sách nhà nước ra các cơ sở y tế phải thực hiện như thế nào, phải đảm bảo cái gì A, B, C, D, Z, Z như nào đấy, thì chính là những cái mà chúng ta đang được gián tiếp tiêu dùng như vậy. Thì anh ở Việt Nam thường xuyên hơn, nhiều hơn, anh tiêu dùng nhiều hơn thì anh phải có nghĩa vụ toàn bộ trên toàn bộ những cái nội dung đó. Nên phạm vi xác định thu nhập của cá nhân thường xuyên ở đây thì các bạn lưu ý là đối với cái nhóm cá nhân cư trú này nó là thu nhập toàn cầu, không phân biệt nơi chi trả thu nhập. Nhận. Còn đối với cá nhân không cư trú thì các bạn lưu ý là anh thu từ nhà tôi bao nhiêu thì anh phải nộp thuế trên cơ sở này bấy nhiêu. Nên nó sẽ là các thu nhập phát sinh từ công việc tại Việt Nam. Tất nhiên là cũng không phân biệt nơi chi trả. Chỉ cần xác định được SUộc thôi ạ. À. Nguồn. Các bạn lưu ý cái này là trên cơ sở là xác định được SUộc. Nguồn, chỉ cần tôi biết được là cái thu nhập đấy là thu nhập có nguồn gốc từ Việt Nam thì anh có nghĩa vụ phải nộp thuế cho nhà tôi. Được chưa? Còn cái nhóm này thì khác rồi, như mình đã nói. Thì là cá nhân cư trú thường xuyên tiêu dùng nên là cái đối tượng này thì toàn bộ thu nhập sẽ bị tính hết. Được chưa? Thì đây là một cái tổng quan liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định tình trạng cư trú trước để xác định xem là gì ạ. Cá nhân phạm vi xác định thu nhập của đối tượng này là như thế nào. Cái tiếp theo nữa là tình trạng cư trú nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cách tính thuế của cá nhân này. Nếu như là cá nhân cư trú thì sẽ được tính các khoản giảm trừ này. À, sau đó sẽ được tính các khoản giảm trừ này. Sorry mọi người. Sẽ được tính các khoản giảm trừ, nhưng đối với cá nhân không cư trú thì không được tính giảm trừ. Đấy chưa? Cái tiếp theo nữa là đối với cá nhân cư trú thì cái phần này sẽ tính theo lũy tiến. Lũy tiến từng phần. Còn đối với cá nhân không cư trú thì cái cách tính thuế là sẽ tính theo biểu gì ạ? À? Toàn phần 20%. Tuyệt đối luôn, số này, được chưa? Tiếp nữa là ảnh hưởng đến cái thủ tục cuối cùng sau khi mà tạm kê khai hàng tháng, hàng quý xong rồi. Cái thủ tục quản lý thuế đối với thuế thu nhập cá nhân nó sẽ là như vậy. Thì sau khi mà tạm kê khai như thế này xong, đối với cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ không phải thực hiện quyết toán. Không phải quyết toán. Kể cả cái trường hợp là về nước. Dạ. Về nước mà về nước từ tháng 3 chẳng hạn thì cái thời gian mà nếu như bản thân các bác ý được xác định là cá nhân không cư trú thì khi đó các bác sẽ không cần phải làm thủ tục quyết toán chỗ này. Còn đối với cá nhân cư trú thì cuối năm có thể sẽ phải thực hiện lại động tác quyết toán. Vì sao mình nói có thể? Bởi vì cái đối tượng này nó sẽ phụ thuộc vào họ bản thân cá nhân có thuộc đối tượng phải quyết toán thuế hay không. Và những đối tượng nào là đối tượng phải quyết toán thuế thì lúc sau chúng ta sẽ đi cụ thể. Được chưa? Rồi. Thì đây là tổng quan về thuế thu nhập cá nhân. Đối với tiền lương, tiền công thì thông thường nó sẽ bao gồm các bước như thế này, bao gồm cả các bước xác định tạm kê khai hàng tháng, hàng quý như thế nào và các bước cuối cùng là đến cuối năm chúng ta sẽ thực hiện quyết toán kiểu gì. Ok,